Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Kona shabd behta vakt baaki vyakaran hai sakt mera tatth hai mera takht hai ye aamaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaare hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se nawab hai. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn vũ đạo của ca khúc Money của Lisa nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mọi người sẽ xoay tay như thế này. Và lần thứ hai mình sẽ vỗ tay. Và phần chân bên trái của mình sẽ gập vô hai lần như thế này. Ok, mình nếm lại nha. Hai đi, I came here. Rồi, sau đó mọi người bật tay ra như thế này. Và kèm theo đó chân bên trái mình sẽ dậm lên và bật người lên nha. Hit. And cuối cùng là mọi người sẽ đáp với chân bên phải ở trên và hai phần tay chỉ xuống như thế này. Rồi, mình đếm lại nha. 5, 6, 7, đi. I can hear a drop. Bắt. Ok. Sau đó mọi người sẽ lùi chân bên phải về và hai tay mình cuộn quay qua như thế này. Chắc và chắc. Ok, phần tay của mình sẽ ngửa lên như thế này. Mình lặp lại nha. Để này hơi rắc rối một chút xíu mọi người để ý nha. Phần chân phải lùi về kèm theo đó tay phải bước lên và hit and hit. Sau đó mọi người sẽ dậm qua bên trái. Phần tay của mình đang như thế này. Và mình sẽ cuộn qua, hốc chân lên, hit hit phần hông của mình. Mình sẽ đẩy, mọi người nhớ lưu ý cái phần hông nha. Rồi hốc lên, hit hit. Ok. And quay qua chậm. Một tay ngang, một tay dọc như thế này. Ok, sau đó mình sẽ quay ngược lại. Vuốt lên, bước chân. Rồi, ok. Tiếp theo đó là mình sẽ bật phần tay qua như thế này. Tay phải của mình bật và phần đầu của mình sẽ là hit and cuộn một vòng. Sau đó mình sẽ quắt cái tay như thế này. Phần hông bên trái của mình sẽ hất lên. Hit and hai lần. Và ngược lại hai tay cũng là cái hông đó và cái chân ha. Rồi sau đó mình sẽ dặn ra ngoài, lắc phần vai, tdd and nhảy vô giữa. Hit. Rồi phần hai tay, phần tay mình sẽ đấm như thế này và lúc mà mình bung ra mình sẽ hạ người xuống. Ok. Rồi sau đó mình sẽ làm động tác chà tay như thế này, phần chân bên phải của mình bước ra. Ok, sau đó chúng ta sẽ lắc phần tay như thế này, nghe chữ check 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 check. Ok, check 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 and hit là mình sẽ để tay lên đằng sau gáy ha, tay phải. Còn tay trái mình sẽ để đằng sau cái lưng hông của mình. Hit. Tiếp theo là mọi người sẽ nhảy xuống một cái. Phần hông của mình sẽ đẩy lên và lưu ý phần đầu của mình sẽ nghiêng về bên phải như thế này. Rồi nhảy nha. And ha. Phần thứ hai mình sẽ hất ngược đầu lên. Phần đầu tiên là mình sẽ giữ hông, phần hai là mình sẽ hất đầu. Hai đi. And up. Rồi sau đó mình sẽ dùng hai cái phần chân của mình nè. Đó, mình lắc. Và phần kèm theo đó là cái phần hông. Mình sẽ lắc qua như thế này và đưa cái tay ra như thế này. Rồi mình đưa lên đằng trước. Money là mình sẽ, mình đang ngửa như vậy. Money là mình sẽ ập ngược lại. Sau đó mình sẽ nhảy ngược lại với bên trái. And rồi phần hông của mình sẽ đánh ra đằng sau, phần tay của mình sẽ đánh lên đằng trước. Nếu mà mọi người có xem video đen rồi thì mọi người sẽ thấy cái đội hình là đánh lên mông người ở đằng trước ha. Rồi mọi người để ý nha. Ok, tiếp theo đó là mình sẽ làm động tác vuốt giống như lúc nãy nhưng mà mình chỉ làm hai lần thôi. Và mình dậm bên trái, chân phải and phủi tiền như thế này. Động tác này giống như động tác phủi tiền vậy đó mọi người. Rồi mình đá cái chân lên nè. Khi and mình sẽ chập và mọi người lưu ý cái chiều nha. Chập và nhảy hai chân lên như thế này. Ok, đoạn này hơi khó một chút nha. Đá and hit. Phần hông của mình sẽ đẩy lên. Đó. Money. Rồi mình sẽ đặt to. Phần tay của mình chỉ lên đằng trước. Sau đó mình sẽ dậm. And và hông, và hông, và hông. Ba lần. Sau đó mình sẽ nhảy ngược lại. And tuck. Rồi mình sẽ feel tự do theo cách mà mình muốn. Ok, mình sẽ đếm lại một lần từ đầu cho tới đây, sau đó chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1 and 2, hit, boom,
xoay boom boom hít hít và tay bước 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 dầm chung 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 check it tay và dầm chu 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 hít ta la check 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 hít boom and money chung 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 hít ngược lại boom ha vú vú đá dầm khi money hup and zoom money feel 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 và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử với tốc độ chậm nha. Ok, 5 6 7 8 2 lắc mông and nhảy ngược lại đá dầm ok yeah và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Money của Lisa rồi, thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hoặc là muốn Bin làm video dạy nhảy nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm thực hiện nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video này giúp Bin nha. Video đấy là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye!